Nghe cô gái chơi bản nhạc cực căng khiến dân tình choáng váng. Hôm nay tôi sẽ lên cho anh em quả nhạc cực căng. Mời anh em cùng thưởng thức. Chẳng là mấy anh em thích nghe nhạc, nhưng nhạc phải cực ngầu nghe nó mới đã. Một cô gái có tài khoản TikTok Trang Phạm đã sáng tác ra một bản nhạc phải nói là có 102, khiến ai nghe xong cũng như vừa lạc vào thung lũng hoa quả sơn của Tề Thiên Đại Thánh vậy. Cực chất và đã tai nha. Bà hàng xóm đi qua và đã xem, nhiều bạn hài hước, đúng là bản nhạc gà cào đất này chất quá, đỡ phải làm vườn nha. Đôi dép của chị đã bị hư chưa, con ten của vị huynh đài quá đỉnh, xin cho tại hạ đi theo để học theo món nhạc mới này với. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.